Vào đây đi khủng long ơi. Không biết bây giờ bọn mình đang lạc ở đâu rồi này Trang ơi. Bọn mình đang lạc vào trong khu vui chơi của các bạn nhỏ đấy. Khu vui chơi á? Ờ. Đây á. Ui, đây là nhà bóng này. Đây là cầu trượt khổng lồ này. Ui khủng long ơi, khủng long thích chơi cầu trượt không? Có thích chơi à? Cho khủng long vào chơi cầu trượt nhá. Đi bọn mình vào nhà bóng đi. Cái này không biết là đỡ vào. Ôi trời ơi. Bóng trơn quá Trang ơi. Nhưng mà nó như là cái bể bơi này. Đi qua. Cậu vào đây đi, cho khủng long vào đây đi. Đây này, tớ thích chơi cái này. Cái này á, kéo cậu không vừa đâu. Cái này là cho các bạn trẻ con thôi. Cậu thử xem sao nào. Chờ đây sao nào? Ui, bạn Trang bị mắc kẹt rồi, bạn Trang to quá các bạn ơi. Mắc kẹt rồi các bạn ơi, thế này chắc cũng không trượt được rồi. Ui giời, không trượt được đâu. Wow, ở đây có nhiều bóng chưa này. Đây là nhà shop đây này, khủng long ơi. Vào đây tới cho cậu chơi trò này. Trò này chắc cậu chơi được đấy. Trò này là cái trò mà mình nhảy xuống đây đúng không? Nhảy xuống thả tụi con. Đâu? Ui. Có đau không Trang ơi? Không cậu ơi, bởi vì đây nè, là kiểu dạng như đệm mút đi thôi. Được rồi, thế thì cậu xem tớ thả đây này. Các bạn ơi, mình ra đây. Thích không cậu ơi? Bạn nhím bị làm sao đấy? Bạn nhím bị chui tít xuống bên dưới rồi này. Đây, để tớ cứu cậu. Ui, cậu nặng quá nhím ơi. Ui, các bạn ơi. Chơi trò này thích ơi là thích nhờ. Này khủng long ơi, nhảy xuống đây đi, chơi vui lắm. Đấy, cứ nhảy xuống đi, không sợ đâu. Nó không đau đâu mà. Ui, bạn khủng long này, bạn ấy sợ đau, bạn ấy không dám nhảy xuống. Ở đây toàn là bông thôi cơ mà, làm gì có đau đâu. Không đau đâu. À, không nhảy xuống đâu á. Ui giời ơi, thế thì còn vào đây chơi làm gì. Bạn khủng long bạn rồi, bạn ấy không đi chơi rồi. Trang ơi, Trang ơi. Ô, khủng long ơi, bạn Trang đâu rồi? Trang ơi, Trang ơi. Trang đâu rồi? Ui các bạn ơi, bạn Trang bạn vừa ở đây mà bạn ấy lại chạy đi đâu mất rồi. Mình không tìm thấy nữa rồi. Đâu sao tớ không thấy cậu? Tớ nghe tiếng cậu nhưng mà tớ không thấy cậu ở đâu cả. Các bạn biết tớ đang ở đâu? Cậu đang ở đâu mà làm sao mà tớ biết được? Hay là ở dưới này nhỉ? Không thấy đâu cả. Ui à, tớ chui ở dưới này mà không bạn nào phát hiện ra tớ à? Ui, cậu chui ở dưới này thì ai phát hiện ra được? Tớ với khủng long tìm cậu mãi mà chả tìm thấy này. Tớ đang chui khủng long của tớ đấy. Thế cậu đi đâu rồi? Cậu đi ra chỗ các cái xe ô tô con kìa. Ui. À, cậu đi xe ô tô rồi. Thế mình đi ra đi. Này Trang ơi. Ơi. Trò này là trò gì ấy nhỉ? Trò này là trò bóng nhào lộn thôi. Bóng nhào lộn á? Ừ, mình sẽ chui người vào trong các quả bóng này này, xong sau đó là nhào lộn. À, thế thì hay là mình thử chơi đi. Ừ. Đấy, cậu chui vào quả bóng đi, xong rồi lăn cho các bạn xem quả bóng này điều khiển có dễ không nhá nhím ơi. 2 giây này, 2 giây gì nhỉ? 2 giây là 2 giây bảo hộ đấy. Ôi trời. Cái quả bóng này là quả bóng cho các bạn nhỏ nhỉ? Ôi. Tớ mệt quá rồi. Không thể lan được nó cậu ơi. Ui nhảy cái thích lắm à. Tớ thử vào, tớ thử trải nghiệm nhá, xem là có thích thật như lời cậu nhím nói không nhá. Đấy. Thích không?